có một dòng sông chảy xuôi về biển cả. Có một lá vàng tìm đến cội nguồn. Có một linh hồn vừa thoát về ơn Thánh Chúa, miệng vẫn mỉm cười vì đã sống trọn kiếp nhân sinh. Người ra đi lòng thanh thản tột cùng, nhưng để lại nỗi tiếc thương cho những người thân còn ở lại. Ôi, mấy mươi năm tuy không phải là dài, nhưng cũng đủ để một kiếp người cống hiến. Khi còn sinh tiền, người đã gieo cho đời biết bao công phúc. Khi tuổi còn xuân, người đã gây dựng cho chúng con mái ấm tình thương. Má ơi, ân của má như đất trời vô tận, phận làm con báo đáp thuở nào xong. Má ơi, còn nỗi đau nào sâu hơn nỗi đau này? Còn sự mất mát nào lớn hơn sự mất mát này? Má đã ra đi thật sao? Chúng con mất mẹ rồi sao? Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Mẹ ơi, ai có thể hiểu hết lòng mẹ đối với chúng con? Mẹ đã chắc chiêu từng miếng cơm, manh áo để nuôi nấng, dạy dỗ chúng con nên người. Ôi, như thân cò lặn lội giữa dòng đời, mẹ dang đôi cánh rộng chở che cho đàn con dại. Bàn tay mẹ sao bao dung ấm áp, an ủi vỗ về con trước những cơn sóng dữ cuộc đời. Dòng sữa mẹ đã cạn khô sau bao năm tháng, mắt đã mờ, tóc đã điểm màu sương, nhưng tiếng ầu ơ như vẫn còn âm vang trong điệu vọng, điệu ru xưa như còn phảng phất quanh đây. Ôi, vóc dáng hao gầy đã cho chúng con biết bao sức trẻ, để rồi thời gian nào làm héo dần thân mẹ, nỗi nhớ mong nào làm vần trán mẹ hằn sâu. Những xuân trước gia đình vui sum họp, bên ly rượu mừng chúc thọ đón xuân về. Vòng tay mẹ sao mênh mông như biển cả, đón tất cả chúng con dù ở tận phương xa. Bên tay mẹ, ôi ngọt ngào ấm áp. Mẹ ơi, còn đâu nữa những mùa xuân đoàn tụ, những mùa xuân mẹ nôn nóng đợi chúng con về. Từng đứa con dù có ở muôn nơi, mẹ vẫn đợi, vẫn chờ con mãi mãi. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Mẹ ơi, công ơn mẹ như trời cao biển rộng, nghĩa cù lao chưa kịp báo đền, mẹ đã vội ra đi trong niềm tiếc thương sầu tủi. Giọt nước mắt đong đầy không khỏa lấp nỗi niềm thương, mảnh khăn tang chưa gói trọn nỗi vấn vương, niềm hiếu đạo tình con dâng lên mẹ. Giờ đây trong phút giây tĩnh lặng, đàn con đàn cháu cùng tất cả những người thân chỉ còn biết nguyện cầu cho linh hồn mẹ được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Dù cho mưa gió không quản thân mùa sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một miền, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến.
xin chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm chung bước đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tơ vương biết bao lỗi lầm. Mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm chung bước đường chân, cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh xác thân phận hèn. Thân con yêu đuối một đời gian nan, từng ngày lầm than gặp bao sóng gió. Giờ này xa đi lại Ngài quên đi biết bao tội đời. Cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời. Khoái u hoài mong.
mong gặp Chúa suối nguồn tình yêu. Mẹ ơi xin hãy thương tình giúp đưa về bên an bình. Hiên ngang được trời.
con nơi lời Ngài. Hồn con trong Chúa xanh hơn lòng bao quân lính, ngóng trông bình minh nhiều đêm đứng canh trời xa, chờ đợi Chúa khi mắt xót thương, con chờ đợi nơi Chúa. Cậy trong Thiên Chúa đang luôn từ bi nhân ái, sẽ mau chuộc dân giải thoát hết mọi tội khiến, chờ đợi Chúa khi mắt xót thương, con chờ đợi nơi Chúa. Quyến. Khi hay tin thì Anna đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian. Anh chị em chúng tôi, ca đoàn Thánh Tâm Giáo xứ Chính Tòa Long Xuyên đến đây xin được ngỏ lời phân ưu cùng Tăng Quyến. Sự ra đi của chị Anna là một mất mát lớn cho gia đình và những người thân. Nhưng với đức tin Công giáo, chúng ta tin tưởng rằng sự ra đi của chị Anna là một cuộc thay đổi cuộc sống, chứ không phải ra đi là mất. Tin tưởng vào lời Chúa, chúng ta hy vọng rằng một mai đây chúng ta lại được gặp chị Anna trên cõi hàng sống. Giờ đây chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho linh hồn Anna sớm được vào nơi vĩnh phúc. Xin Chúa cũng ban ơn nâng đỡ để mọi người trong gia đình được sớm vơi đi những nỗi ưu phiền vì phải xa cách người thân.
xin mọi người hợp ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anna. Nhân cha và con và thánh thần cha chúng con là thiên cha chúng con nguyện nhân cha ta xa lưu cha thì đơn đi cha thấy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho đời chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng Chúa. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng nhịp ý để tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những ân lành mà Chúa đã ban cho chúng ta, nhất là đã ban cho bà Anna trong suốt cuộc sống. Và chúng ta cũng dâng lên cho Chúa linh hồn của bà Anna để xin Chúa thứ tha tất cả những lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa đón nhận linh hồn Anna vào hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta thành tâm ăn năn sám hối để xin Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Hôm nay đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây xin Chúa thương nhận đời chúng con thân nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trong cây vững vàng. Chính Đức Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là bà Anna được phục sinh vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hành sông và hiển trí cùng Chúa, ít nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống vì chúng ta thương yêu anh em. Bài tích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta biết rằng chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống vì chúng ta thương yêu anh em. Ai không thương yêu anh em thì ở trong cõi chết. Hãy ai ghét anh em mình đều là kẻ sát nhân. Và các con biết rằng mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời ở trong mình. Do điều này mà chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa là chính người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống mình vì anh em. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
em. Dạ cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết được rồi. Ông Tô-ma thưa Người: Lại Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, có một người kia rất sợ chết và nhất là sợ phán xét. Một đêm kia, ông ta ngủ và nằm mơ thấy mình chết và ra trước tòa phán xét của Chúa. Ông ta thấy nhiều người đứng xếp hàng ở trước cửa, ai cũng tỏ vẻ lo âu. Và khỏi phải nói, chúng ta cũng có thể đoán ông này lo sợ biết là chừng nào. Cuối cùng thì cũng tới phiên ông ta vào. Vừa bước vào cửa thì ông ta thấy Chúa Giêsu đang đứng oai nghi giữa một căn phòng lộng lẫy. Ông ta vội chạy đến và ôm chặt lấy chân Chúa Giêsu, nằm sấp mặt xuống đất. Chờ mãi một hồi lâu không thấy Chúa Giêsu phản ứng gì, ông ta mới từ từ ngước mắt lên để nhìn, thì thấy Chúa Giêsu cười và nói với ông ta: Con khờ quá, Cha yêu thương con. Ông ta hết sức vui mừng và lúc đó cũng giật mình thức dậy. Nhưng cũng kể từ lúc đó, ông ta không còn sợ hãi cái chết và nhất là không sợ phán xét nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, phần đông chúng ta ai cũng sợ chết. Sợ không phải là hèn nhát, sợ cũng tự nhiên, như là chúng ta đói, như là chúng ta khát. Chúng ta chỉ hèn nhát khi chúng ta sợ mà chúng ta trốn tránh trách nhiệm, chúng ta đào mộ, chúng ta thối lui. Chúng ta thấy nhiều vị thánh cũng đã run sợ trước cái chết. Và chính Chúa Giêsu khi đối diện với cái chết, Ngài cũng đã sợ và đã đổ mồ hôi máu. Nhưng khi Chúa Giêsu đối diện với cái chết, nhất là cái chết của bạn thân Lazaro, thì Chúa Giêsu cũng tỏ vẻ xúc động, Ngài cũng đã khóc. Rồi khi gặp cái chết của một người con, của một bà quá, Ngài cũng đã xúc động. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chia sẻ thân phận con người như tất cả mọi người chúng ta, một cách có ý thức, một cách tự do, chứ không phải là cưỡng bách, cũng không phải như là một tai nạn. Chính Chúa Giêsu đã phán: Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Chúa Giêsu đã đem lại một tiếng nhận mới cho cái chết. Cái chết không còn là một án phạt nữa, nhưng đó là sự tính toán vào quyền năng của Thiên Chúa, vào tình thương của Thiên Chúa. Nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà những người chết trong Chúa sẽ được hạnh phúc, như là phúc thay cho những người đã chết mà được chết trong Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
con đang đưa tiễn bà Maria. Chúng ta thấy trong cả cuộc sống của bà Maria nêu gương cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy ở sân trường này cũng xa xôi, hàng ngày vẫn đạp xe để đi đọc kinh cầu nguyện, đi đọc kinh lòng Chúa thương xót, rồi ở trong ca đoàn thánh tâm, rồi những việc gì ở trong nhà xứ cũng giúp đỡ, rồi ở trong tòa giám mục khi cần cũng có sự hiện diện của bà Anna. Một người chỉ chết thật sự nếu không còn ai nhớ đến người đó. Nếu chúng ta vẫn nhớ đến bà Anna trong những lời cầu nguyện thì bà vẫn luôn luôn hiện diện ở bên chúng ta. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta đứng trước cái chết, một lúc chúng ta cũng cảm thấy xúc động, cũng cảm thấy băn khoăn. Nay người mai ta, một ngày nào đó cũng tới phiên mình. Trước cái chết của một người thân, đó cũng là một dịp để chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, để chúng ta điều chỉnh lại hướng đi của mình, bởi vì một ngày nào đó mình cũng sẽ chết. Để trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết cố gắng sống theo lề luật của Chúa, biết đem hết khả năng của mình để phục vụ Chúa, để chúng ta không phải hối hận khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết dâng theo những điều Chúa truyền dạy, nhất là biết sống yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau, tha thứ cho nhau, sẵn sàng giúp đỡ khi những người chung quanh cần đến chúng ta, và chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để tất cả mọi người chúng ta trở nên những người con thảo của Chúa, trở nên những người sống đạo đức thánh thiện, để sau cuộc sống này chúng ta cùng gặp nhau ở trên thiên đàng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người qua cô. Nếu vì yêu đuôi lỡ lầm mà tôi tơ Chúa đây hãy còn mang vết nhơ tội lỗi, thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thánh là Thiên Cha. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chúng đang phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, người là nguồn ơn cứu độ trần gian, là sự sống của nhân loại và là sự sống lại của những kẻ đã qua đời. Vì thế đạo binh các thiên thần muôn đời quan nghị trước thanh nhan Cha, thờ lại Cha uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Cha thật là đấng thánh, là
mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con xin Cha độ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để vinh thành mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ khi bị nộp và tự nhiên chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức cây vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa yêu chết và tin xưng Chúa sống lại, cho ơn đi Chúa lên. Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh đường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ cung thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mau Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp toàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm nhiệt thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Phép Đức Cha Mikae, Gioan Bautista và Giuse, giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sư. Xin Cha nhớ đến bà Anna là người con mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha nhờ bí tích thân tẩy. Người tín hữu này đã cùng chết với Đức Kitô. Xin Cha cho được cùng sống lại với người. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã liều khỏi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô, con yêu quý của Cha. Chính nhờ người, với người và trong người, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ni Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa. Đây chính
Thiên Thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành đi tích vượt qua để cầu cho người con Chúa là bà Anna mới qua đời. Xin thương đón nhận bà vào nhà Chúa nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta này xin Chúa cho thi hài người chị em mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn Anna được xung hợp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để linh hồn Anna được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao quà với Chúa Cha, được đấng chăm chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Các thân của Chúa xin ngài đến cứu giúp lại các thiên thần Chúa, xin ngài đến gặp linh hồn Anna, xin ngài đón tiếp và dâng linh hồn Anna lên trước công nhan đấng tối cao. Chúa Kitô là đấng đã kêu gọi bà Anna, xin người đón tiếp bà vào lòng Abraham, xin đón tiếp và dâng linh hồn Anna lên trước công nhan đấng tối cao. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Anna được yên muôn đời, mẹ cho ánh sáng ngàn phương chiếu soi trên linh hồn Anna. Xin dâng linh hồn Anna lên trước tôn nghiêm đấng tối cao. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em chúng con trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hơn, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tai ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh người chị em chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày hầu thánh qua phần mô của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thanh nhang Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người chị em chúng ta ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác người chị em này cho lòng đất, để người này trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ coi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sang lang của người. Vậy chúng ta xin trao gửi người chị em chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chung bình an của người, và cho thân xác người này được sống lại trong ngày sau hết.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu cho người chị em chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin Hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã ban cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho người chị em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã ưa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa người chị em chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người chị em chúng con được ghi ân tin trong nước rửa tội, xin đoái thương cho người này được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người chị em chúng con trong tiệc thân mình máu Chúa, xin đoái thương những người này vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ người chị em này được an ủi trong đức tin và phân khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Của người này khi còn sống, người chị em này đã có lòng ước nguyện dâng theo thanh nhi Chúa, vậy ở vui đất đức tin chân thật đã liên kết người chị em này với công toàn tín hữu thì trên trời. Xin Chúa nhân lành cũng cho người chị em này được sum họp với hàng ngũ các thiên thần, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin thay mặt cho quý cha, quý sơ và tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ nhà thờ Chính Tòa Long Xuyên, xin thành thật chia buồn với tăng quý. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng cô hai bé trong cuộc đời đã có lòng kính, lòng Chúa thương xót, siêng năng đọc kinh cầu nguyện, và giờ đây Chúa thương xót cũng sẽ khoan dung đón nhận linh hồn Anna vào hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa. Cô hai bé khi còn sống cũng đã siêng năng hướng dẫn tổ chức để bà con giáo dân đi viếng nơi Đức Mẹ ngày mai, và ngày bắt đầu bước vào tháng Đức Mẹ, tôi nghĩ Đức Mẹ cũng sẽ đón nhận linh hồn Anna vào hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, và ước mong trong gia đình tiếp tục noi gương cô hai bé để siêng năng đạo đức, cố gắng sống tốt lành, và có người cũng thay để mà hướng dẫn tổ chức những cuộc để mà đi thăm viếng Đức Mẹ như cô hai bé đã từng làm. Xin thành thật chia buồn và xin Chúa chúc lành cho gia đình. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Kính thưa cha và cộng đoàn, con xin đại diện gia đình cảm ơn quý cha, quý thầy, quý tu sĩ cùng tất cả bà con, cô bác, cô chú, anh chị em đã giúp lời cầu nguyện cho chị con. Trong những ngày chị con nằm bệnh đã có rất nhiều lời cầu nguyện và giúp đỡ gia đình chúng con tinh thần cũng như vật chất. Nay chúng con không biết nói gì hơn là xin cảm ơn để tiếp tục cầu nguyện cho chị con. Và trong lúc sinh thì chị con có làm điều gì lầm lỗi thì con cũng xin quý ông bà và anh chị em niệm tình tha thứ. Và lúc tan gia bối rối có điều chi sơ xuất, con xin miễn tình. Và con đặc biệt cảm ơn cha Louis cách riêng trong những lúc chị con nằm bệnh, và nhất là những cái lúc nguy biến nhất, con không có biết cái gì hơn là bằng cách cầu cứu, những lời cầu nguyện. Và những lúc đó khi cha tới là đã an ủi gia đình chúng con rất là nhiều.
Nay một lần nữa chúng con xin hết lòng cảm ơn. Trở về cùng Chúa ơi, con nay trở về, lòng sầu thông hối con ơi, muốn khóc cho một niềm tin đã chôn bao phen ngã nghiêng, bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đam tình. Con nay trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về đường chính lý quang minh. Có tôi nhân sinh tràn ưa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tùng lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn Thank you.
Chúa
suốt đời có nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con bà con và cộng đoàn tha thứ những gì lúc chị tôi đã cậu cháu có mất lòng hoặc là làm cái gì đó tôi xin nhận hết cho gia đình và tiếp nhận một lại của gia đình tôi và chúng cáo lên cộng đoàn và bà con. Chú hiến ở bên Chúa, cuộc ra đi này không phải là cuộc ra đi để xa ta, mà gần ta hơn, và khi ở bên Chúa sẽ cầu nguyện đắc lực cho chúng ta. Bây giờ, bà Phan Thị Mai, tạm biệt thân nhân bà con, mọi người cũng tạm biệt bà, nhưng tất cả chúng ta chắc chắn có ngày gặp nhau trên quê trời, trong tình thương của cha trên trời. Chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà chúng ta ở dưới đất này là thân xác bị phá hủy đi thì chúng ta có một nơi do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con nài xin Chúa. Trong giờ phút bàng hoàng đau thương và bối rối này, chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng
nơi vực sâu đau thương, nơi vực sâu thê lương, vọng nghe tiếng các linh hồn, vọng nghe tiếng thiết tha kêu cầu. Mẹ ơi, mẹ ở bên Thiên Chúa, mẹ ơi, mẹ cầu thay nguyên du cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Tháng ngày khắc khoải mong chờ, như người lính trông đợi hừng đông. Mẹ ơi thương các linh hồn, dẫn đưa hưởng chốn thiên. Nơi vực sâu đau thương, nơi vực sâu thê lương, vọng nghe tiếng các linh hồn, vọng nghe tiếng thiết tha kêu cầu. Mẹ ơi, mẹ ở bên Thiên Chúa, mẹ ơi, mẹ cầu thay nguyên du cho các linh hồn được lên chốn nghỉ. Vọng khắc khoải u hoài, mong gặp Chúa xuôi nguồn tình yêu. Mẹ ơi xin hãy thương tình, giúp đưa về bên an bình. Chúa
Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa là Anna được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chăn thiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt là một với cộng đoàn xác tánh. Chúng con xin phó dân linh hồn Anna trong tay Cha, xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn Anna sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hơn, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà ở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là Anna và cho chúng con đang còn ở đây được dùng lời nghe đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được phân mai cho Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là Anna. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng này
10 phút, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng một số bà con có mặt trong đủ ngày hôm nay, chúng ta nên nghiêm trang làm phút bằng niệm để tưởng nhớ người quá cố. Phút bằng niệm bắt đầu. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại bao năm chung đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rồi. Đường đời đau thương để lại tớ mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại bao nhiêu năm chung bước đường chân cuộc đời. Giêsu Maria Giuse, xin Chúa luôn giữ linh hồn anh. Giêsu nở giờ đi không nở đâu, còn nở đâu. Giờ mệt quá không thấy nào lên giường nữa. Bồng đang bồng đang sốc mà. Dạ. Jesus Maria Jesus 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 Jes
Jesus Mary Ayuse xin thương xót linh hồn Anna. Jesus Mary Ayuse xin thương xót linh hồn Anna. Jesus Mary Ayuse.